Xin chào mừng tất cả các em. Vậy là một tuần nữa lại trôi qua, thầy trò chúng ta lại cùng được gặp nhau trong giờ học môn âm nhạc lớp 5. Thầy chúc các em cùng gia đình có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Chúc các em có giờ học đạt hiệu quả. Trước khi đến với giờ học, thầy mời các em cùng chuẩn bị một số đồ dùng như thanh phách, những cốc nhựa, tập bài hát lớp 5, vở ghi và các em ngồi những chỗ yên tĩnh, đủ ánh sáng để chúng ta học tiết học ngày hôm nay nhé. Và tiếp theo, thầy mời các em cùng đến với trò chơi nhận biết giai điệu. Em hãy cho biết giai điệu sau có trong bài tập đọc nhạc nào. Thầy tin tưởng rằng các em đã có câu trả lời của mình rồi. Đó là bài tập đọc nhạc số 7. Sau đây, thầy mời các em cùng đọc bài tập đọc nhạc số 7 nào. Các em thân mến, để ghi nhớ và củng cố lại những kiến thức đã học, đồng thời giúp các em tìm hiểu và khám phá những nội dung mới mẻ của môn âm nhạc. Trong tiết học ngày hôm nay, thầy trò chúng ta cùng đến với tiết học số 30, tập đọc nhạc số 8, Mây Chiều, và chúng ta sử dụng nhạc cụ tiết tấu để gõ đệm cho bài tập đọc nhạc này. Qua tiết học này, các em cần đạt được một số yêu cầu như các em đọc đúng giai điệu và lời ca bài tập đọc nhạc số 8, thể hiện được tính chất vừa phải nhịp nhàng của nhịp 3. Các em sử dụng 1 đến 2 nhạc cụ dùng trong âm nhạc để gõ như thanh phách hoặc là những cốc nhựa để thực hiện phần gõ tiết tấu. Các em biết vận dụng sáng tạo để gõ đệm hoặc vận động cơ thể cho bài tập đọc nhạc số 8. Qua bài đọc nhạc này, các em cũng phát triển một số năng lực như năng lực tự chủ, hợp tác và giải quyết vấn đề, sáng tạo trong tập đọc nhạc. Qua tiết học ngày hôm nay, bồi dưỡng đức tính chăm chỉ trong rèn luyện kỹ năng đọc nhạc, tinh thần trách nhiệm và biết chia sẻ. Sau đây, để bước vào nội dung thứ nhất, bài tập đọc nhạc số 8, thầy mời các em cùng tìm hiểu bài tập đọc nhạc này. Bài tập đọc nhạc được viết ở nhịp gì? Và trong bài đọc nhạc có sử dụng những hình nốt nhạc gì? Em hãy gọi tên những nốt nhạc có trong bài đọc nhạc này. Và thầy tin tưởng rằng các em đã có câu trả lời. Bài tập đọc nhạc được viết ở nhịp 3-4. Trong bài có sử dụng những hình nốt như hình nốt trắng, hình nốt đen và hình nốt trắng chấm dôi. Tên các nốt nhạc trong bài: nốt đô, nốt rê, nốt mi, nốt pha, nốt son, nốt la và nốt si. Ở bài đọc nhạc này có 2 câu nhạc thì hình tiết tấu của 2 câu nhạc số 1 và số 2 giống nhau. Do vậy mà chúng ta có chung một hình tiết tấu của bài. Các em có thể quan sát lên màn hình để chúng ta luyện tập hình tiết tấu. Các em sẽ nghe thầy giáo đọc hình tiết tấu này một lượt. Trắng đen trắng, đen 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 trắng. Trắng đen trắng, đen 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 trắng. Xin mời các em cùng thực hiện nào. 2 3 Sau đây, mời các em luyện cao độ của bài đọc nhạc này. Khi luyện cao độ thì các em kết hợp với đọc nhạc theo ký hiệu bàn tay.
để đi vào đọc nhạc bài này. Sau đây, thầy mời các em sẽ đọc tên nốt nhạc theo tiết tấu. Các em sẽ nghe, thầy đã đọc một lượt. Do, Si, Son, Mi, Mi, Fa, La, Son, Mi, Mi, Re, Re, Mi, Son, Re, Do. Sau đây, thầy mời các em cùng đọc nào. 2, 1. Tiếp theo, để vào đọc bài đọc nhạc này, thì mời các em cùng lắng nghe giai điệu bài đọc nhạc này nhé. Sau đây, thầy mời các em đọc từng câu của bài đọc nhạc này. Các em sẽ lắng nghe giai điệu, sau đó chúng ta sẽ đọc theo giai điệu. Các em nghe lại lần nữa. Thầy mời các em cùng đọc nào. 2, 1. Thầy mời các em đến với câu số 2. Các em sẽ lắng nghe giai điệu. Thầy mời các em cùng đọc nào. 2, 1. Mời các em đọc lại lần nữa. Các em lưu ý thực hiện ngân dài ở hình nốt trắng chấm dôi ở cuối mỗi câu nhạc nhé. Sau đây, các em sẽ nghe giai điệu cả bài, chúng ta cũng đọc nhẩm theo. Sau đây, thầy mời các em cùng đọc nhạc theo ký hiệu bàn tay kết hợp với đọc nhạc theo nhạc đệm nhé. Sau đây, thì mời các em cùng ghép lời ca của bài đọc nhạc này.
Tiếp theo, thầy mời các em cùng sử dụng nhạc cụ tiết tấu. Chúng ta gõ đệm theo tiết tấu bài đọc nhạc này. Các em có thể dùng thanh phách để gõ đệm theo nhịp 3 và dùng cốc nhựa để chúng ta gõ đệm theo nhịp. Các em thân mến, sau đây các em sẽ đọc nhạc kết hợp với vận động cơ thể. Các em có thể tự sáng tạo ra các động tác vận động cơ thể phù hợp với bài đọc nhạc này, hoặc các em có thể sử dụng tổ hợp 3 động tác, đó là vỗ tay, vỗ đùi phải và vỗ đùi trái như trên các điểm thầy giáo đã đánh dấu trong bài tập đọc nhạc nhé. Sau đây mời các em thể hiện nào. Các em thân mến, như vậy là thầy trò chúng ta vừa tìm hiểu xong nội dung của bài học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu tiết học số 30, tập đọc nhạc số 8 Mây Chiều và sử dụng nhạc cụ tiết tấu gõ đệm cho bài tập đọc nhạc này. Thông qua bài học nhạc này, thầy hy vọng các em có những trải nghiệm thú vị với môn học của mình. Các em ở nhà luôn giữ gìn sức khỏe, vâng lời ông bà cha mẹ, cùng thực hiện tốt thông điệp 5K và ghi nhớ bài học của thầy bằng cách xem lại video thầy đã hướng dẫn. Tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các em trong những giờ học lần sau. Xin chào các em.